네. 자, 잘 보세요. Câu đầu tiên. Các bạn thấy nè. Bây giờ mình sẽ đọc cho các bạn và các cùng nhau tìm câu trả lời đúng nha. Bạn nào không nói tắt micro bên nhà anh Sơn á, tắt cho mình cái micro. Sa람들은 흔히 재미있는 이야기를 들을 때 웃는다고 생각한다. 하지만 실제로 웃긴 이야기나 재미있는 상황 때문에 웃는 경우는 전체의 20%밖에 되지 않는다. 그보다는 대화를 나눌 때 대화 상대방에게 느끼는 좋은 감정 때문에 웃는 경우가 훨씬 더 많다. Các bạn xem câu đầu tiên. Câu đầu tiên thì nó gắn liền với cái đuôi "웃는다고 한다". Vậy là ai ai cười đi ạ? À? Người ta cười đúng không? Người ta cười. Hầu như, "흔히" là gì đây ạ? "흔히". Thường xuyên "흔히" ở đây có thể là hầu như. Hầu như. "흔히" hầu như là hầu hết, hầu như là "재미있는 이야기" "이야기를 들을 때" thì là có nghĩa là gì đây? Khi mà người ta nghe thực tạ "들을 때" khi mà người ta nghe câu chuyện thú vị hoặc là câu chuyện vui thì hầu hết người ta đều nghĩ là sẽ cười, người ta nghĩ là họ sẽ cười. Nhưng mà như thế nào đây? Hachiman, nhưng mà silchero là gì đây ạ? Silchero là từ gì đây? Thực tế. Ukin iyagi là gì đây? Ukin iyagi ở đây Buồn cười, câu câu chuyện chuyện buồn buồn cười cười. hoặc là câu chuyện tiếu, câu chuyện buồn cười. Na ở đây là có nghĩa gì đây? Hay, hoặc Hoặc là là hoặc là hay là재미있는 상황 때문에. 재미있는 상황 ở đây là tình huống mà buồn cười, tình huống vui vui. vui thú vị, tình huống thú vị. 때문에 오는 경우는 전체 20%밖에 되지 않는다. Ở đây cái đuôi 밖에 되지 않다 là gì đây? Chỉ phải không ạ? Chỉ là con số 20%. Vậy câu này mình dịch là như thế nào đây? Nhưng mà thực tế thì cái trường hợp chủ ngữ là nào chỗ nào đây? Các bạn thấy trợ từ nên không? Nên kiểu nên thực nhưng mà thực tế thì cái trường hợp mà họ cười, nên kiểu trường hợp mà họ cười tem này là gì đây? Bởi vì bởi cái tình huống vui nhộn hoặc là nghe cái câu chuyện buồn cười nào đó. Cái tình huống đó thì nó chiếm khoảng chỉ có 20% thôi. Toàn bộ là chỉ có 20% thôi ha. Rồi, kubota는 대화를 나눌 때. So với cái việc đó thì khi mà mình 대화를 나누다 ở đây có nghĩa là gì đây? Chia sẻ những Nói chuyện với nhau cái hoặc câu chuyện. là chia sẻ câu chuyện đó hoặc là tâm sự với nhau. Khi mà họ nói chuyện với nhau, khi mà họ tâm sự với nhau. Te sang te bằng nghe cái느끼는 좋은 감정 때문에 웃는 경우가 훨씬 더 많다. Thì cái trường hợp mà người ta cười bởi vì cái tình cảm thì Tình cảm tốt đối đối phương. cứ vô tình sau cái việc đó thì khi mà người ta tâm sự hoặc là khi mà người ta tâm sự trường hợp mà họ cười bởi cái tình cảm mà họ cảm nhận tốt từ đối phương thì nhiều hơn hẳn nha. Có bạn nào dịch được khác không? 그보다는 대화를 나눌 때 대화 상대방에게 느끼는 좋은 감정 때문에 웃는 경우가 훨씬 더 많다. Hiểu nhưng mà không dịch được cô, nó cứ tùm lum tùm la, nó rơi tùm lum Cứ vô tình hình so với cái việc ở trên như trên hồi nãy nói thì cái trường hợp mà người ta cười bởi vì họ cảm nhận được cái tình cảm từ đối phương khi mà họ tâm sự với nhau thì cái trường hợp đó thì nhiều hơn hẳn, đúng không? Nhiều hơn hẳn so với cái trường hợp mà nghe câu chuyện nào tiếu quá cười thì cái này là nó nhiều hơn hẳn, chắc là nó chiếm nhiều hơn 20% rồi. Vậy thì các bạn xem câu thứ nhất. 웃으면 대화의 분위기가 부드럽게 변한다. Các bạn thấy câu thứ nhất đúng hay sai? 웃으면
대화의 분위기가 부드럽게 변한다. 그거 cùng cái nội dung ở trên không? Có nằm trong trọng tâm bài trên không? Ủa, Suyên, T2 ấy, gì cả? Không đúng không? Này. Em học ở đâu vậy cô? Dạ, mình học trên màn hình đó chị. Có 3 câu em mới đăng lên đó. Rồi. Ok. Câu thứ nhất là sai ha. Không có cùng nội dung trên. Rồi. Thế hoa sang tê bằng cái cảm cho người khổ rơ hẹn sò. Ủa sơ giá. Nó có cùng nội dung bên trên nãy như mình nói không? Nó không có nói Korea hay sao, như là mình chọn cái tình cảm của đối phương để mà vì cái tình cảm của đối phương nên mình phải cười thì câu 2 cũng không đúng luôn ha. Rồi nae te han sang te ba nghe the to re usumuro ba kul su itta nae te han sang te ba the to re usumuro, chúng ta có thể thay đổi cái nụ cười thành cái thái chúng ta có không phải chúng ta có thể thay đổi cái thái độ của đối phương về chúng ta thành nụ cười về vậy. Câu này đâu không không có liên quan hết, sai. Câu thứ tư, usumen teo hoa nội dung bộ tả nên sang tê bằng qua thơ quan kề cái ta cái nụ cười đó thì nó có liên quan đến đối phương hơn là liên quan đến nội dung mà mình giao tiếp. Vậy câu 4 này các bạn thấy đúng hay sai? Đúng rồi hen. Ê, cái nụ cười này nó có liên quan đến đối phương nhiều hơn là so với liên quan đến nội dung. Đây câu 4 các bạn nha. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu thứ hai. Câu số 2. Mình sẽ đọc cho các bạn nhé. Yên này. Hàn Quốc 에서는 마음을 조절하기 위해서 음악을 배웠다. 그래서 악기를 연주할 때 소리만 잘 내는 것이 아니라 연주할 때 마음 자세를 중요하게 여겼다. 악기를 연주할 때 옷을 제대로 챙겨 입어야 했던 이유도 연주할 때 의복이 마음에 영향을 줄수 있다고 생각했기 때문이다. Trong này có nhiều cái ngữ pháp trung cấp 3. Các bạn phân tích từng câu nha. Thì trong câu này các bạn thấy có cái từ ma mới chỗ cho ha tả, ở đây có nghĩa là gì đây? Ma mới chỗ cho ha tả ở đây có nghĩa là mình điều tiết cái tâm trạng của mình ha, chỗ chơi điều tiết cái tâm trạng của mình, ma mới chỗ chơi ha tả. Rồi có cái từ gì nữa đây? Âm mà gửi theo quốc tả là gì đây? Học học âm nhạc. Vậy câu đầu tiên các bạn thấy nè, ở Hàn Quốc ngày xưa ở Hàn Quốc thì như thế nào? Người ta học nhạc để mà người ta điều tiết cái tâm trạng. Họ cứ đây sao? Akira dẫn chưa hành tệ. Akira dẫn chưa tạ. Ở đây có nghĩa là biểu diễn nhạc cụ đúng không? Aki, Aki. Dẫn Aki dẫn chưa tạ có nghĩa là biểu diễn nhạc cụ ha. Sorry, sorry. Chạy nè tạ ở đây có nghĩa là gì đây? Sorry, chạy nè tạ. Là gì đây? Cô ơi, xin lỗi, cô đang ở nào, chỗ nào thì tìm không thấy cô ơi. Dạ, dạ em đăng lại hen. Câu số 2 đúng rồi, tại vì đăng lại chị đó nha. Nè, rồi chị thấy không? Rồi, thấy rồi, Rồi hen. thấy rồi nãy chưa. Dạ. Sorry, chạy nè tạ là gì đây? Mình Là bớt cái độ sorry mà không như là thì giảm lại tiếng. mình phát ra cái giọng nói, mình phát ra tiếng, phát ra âm thanh, phát ra âm thanh. Nên có xí ani ra ngữ pháp gì đây ạ? Không phải mà là, không phải mà là ha. Dân chua tê mám cha xe ở đây là gì đây? Trạng thái tinh thần, tư thế, trạng thái tâm thần, tinh thần của mình, tâm 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 trạng của mình, trạng cái tâm trạng của mình nha. Rồi cái ngữ pháp kê dơ chất tạ, kê dơ ghi tạ, cái ngữ pháp kê động từ cộng với kê dơ ghi tạ ở đây là ngữ pháp gì đây? Nghĩ rằng, cho là, hoặc là nghĩ là ha, cho là hoặc là nghĩ là. Kê dơ gất tạ. Vậy câu này chúng ta sẽ dịch như thế nào?
그래서 악기를 연주할 때 소리만 잘 내는 것이 아니라 연주할 때의 마음 자세를 중요하게 여겼다. Khi mà biểu diễn nhạc cụ thì không không phải là cho là cái chỉ phát ra âm thanh mà Khi mà mình biểu là quan diễn, trọng đúng rồi, đấy. mà quan trọng người ta nghĩ Gì? cái trạng Đúng, thái tinh thần của mình á. Bạn nào không nói tắt cho mình micro nha, hình như bị ồn đâu mơ là cờ nhỏ nhất mơ to đúng cái đó bên bạn Lệ Thông phải không? Lệ Thông á, bạn tắt cho mình micro nha. mặt mơ dùng thanh tháng bật thông ở mặt ngược lại chỉnh chờ đến học mà này Alo, bạn dùng cái bên nhà bạn micro nào bị mơ ồn á? dùng mơ to mà dùng chữ tắt micro mua đây coi Hả? không không quay video à cô. Bạn nhìn lên màn hình và bạn nghe thôi chứ không có quay video bạn ơi. Đừng 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 học cơ gì đang hát cũng đây à cô. Em mới đi làm về chưa cội được quần đi. Vậy bạn ngồi chờ xíu hen. Có gì? Bạn nhấn vào cái nút micro giùm mình nha. Ok. Để tại bị ồn bên nhà bệnh. Cô chờ em 1 giây. Lấy đừng bị mua hen. Bị tắt nhìn, nhấn vào mình cái micro á. Rồi Cô chưa? Trên màn hình có cái biểu tượng micro á, bạn ấn vào để lớp bị ồn. Rồi, tiếp nha. Rồi câu này bạn nào có thể phát huy được, phát biểu được không? Chị Huệ thử nha, nãy chị dịch đấy. cái câu vừa nãy gì cơ? Không phải À Akira danh chu hạch đề, khi mà mình biểu diễn nhạc cụ không phải chỉ là không mình phải nghe chỉ mình phát ra cái âm phát ra cái thanh âm thanh mà mà là quan trọng là cái trạng thái tinh thần khi mà mình vừa diễn. thái độ tinh thần khi mà mình biểu diễn đúng rồi. Dân chưa hay tế mà em cha sẽ chung nhau hạt giờ kết ta Akira. Nghiệm lại câu này nha. Kureso akiru denchu hatte. Khi mà mình biểu diễn nhạc cụ, soriman chal nenen goshi anira, không chỉ là mình phát ra âm thanh mà khi mà mình biểu diễn quan trọng là cái tư thế tinh thần của mình, tâm tâm trạng của mình, tư thế tâm trạng của mình. Rồi, akiru denchu hatte, osul jetero 챙겨 입어야 했던 이유도 연주할 때 의복이 마음에 영향을 줄수 있다고 생각했기 때문입니다. 어, câu này 뭐라 nó뭐라? hơi dài. từ từ. 옷을 제대로 챙겨 입어야 하다. 이게 có nghĩa là gì đây? 옷 옷을 là sân chế제가 tế sân được áo phải phải chốt áo mặc ăn mặc mặc cho làm nó sao tôm tắt đẹp.제대로 cho nó gọn gàng. Hoặc là tôm tắt ăn mặc quần áo gọn gàng tôm tắt khi mà biểu diễn nhạc cụ. Hết tên yêu tô cái lý do mà phải ăn mặc quần áo tôm tất gọn gàng khi mà mình biểu diễn nhạc cụ là bởi vì sao đây bởi vì người ta nghĩ rằng thì đó cái bởi vì người ta nghĩ rằng như thế nào Nghĩ ươi bọt rằng là gì đây ươi bọt là đồng phục đồng bởi vì người ta nghĩ rằng đồng phục sẽ có thể ảnh hưởng đến tinh thần tâm trạng của mình sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của mình khi khi làm gì đây khi mà mình biểu diễn khi mà mình biểu diễn dân hàng ảnh hưởng hơn rồi. ê dọn hàng ấy chưa ta đây là cái cụm từ các bạn cần phải học cho mình cái này ảnh hưởng là nó nằm trước đó là trợ từ ê nha dọn hàng ấy chưa ta ảnh hưởng đến một cái việc gì đó ảnh hưởng đến cái gì đó đây các bạn học cho mình cái ngữ pháp này nha ê dọn hàng ấy chưa ta ảnh hưởng đến cái gì đó ảnh hưởng tới gì đây mom là tâm trạng ha cái gì ảnh hưởng đây chủ ngữ đó là ươi bột nè đồng phục ảnh hưởng đến tâm trạng khi mà mình biểu diễn rồi bây giờ chúng ta xem câu nào đúng nha 한국에서는 악기의 소리를 중요하게 생각했다
한국에서는 악기의 소리를 중요하게 생각했다. 한국 người ta nghĩ là cái cảm thanh của nhạc cụ là quan trọng, không có đúng, không có nằm trong nội dung bên trên ha. 마음을 조절하기 위해서는 계속 노력해야 한다. 그건 phải 그 이제 điều chỉnh cố gắng tâm để liên tục điều chỉnh. nãy giờ có hỏi mình cố gắng, phải cố gắng liên tục không, có kêu mình cố gắng cái gì không? Không, vậy là ra loại. 음악은 연주하는 사람의 감정을 xem lại nha. 음악은 연주하는 사람의 감정을 잘 나타내 준다. âm nhạc nó làm xuất hiện rõ cái cảm trọng, Tình trạng cái tâm của trạng của người biểu diễn. Nãy có kia nói làm rõ tâm trạng gì không? Không, sai luôn, sai luôn. Rồi câu thứ tư, 한국에서 음악은 마음을 조절하는 데에 사용됐다. 나이 giờ mình thấy cái câu đầu tiên, các bạn thấy câu đầu tiên nè, giống cái gì nói 한국에서는 마음을 조절하기 위해서 음악을 배웠다. 한국에서 음악은 마음을 조절하는 데에 사용됐다. Các bạn thấy có cái ngữ pháp nên cách khoảng đầu cái tề. T ở đây giống như là cái việc hoặc là cái nơi hoặc là cái việc gì đó ha. T cái thứ hoặc là cái nơi cái việc gì đó. Thì câu này mình dịch là âm nhạc ở Hàn Quốc được sử dụng trong việc mà điều tiết Điều tiết tâm tâm trạng, trạng. điều tiết tâm trạng, nó giống như câu đầu tiên. Thì câu 4 là câu trả lời nha. Mà ông mình cũng dịch thành tâm trạng được hả không? Tấm lòng, tâm trạng. Ây da, rồi câu số 3. Chị Mai Phan thấy câu số 3 không? Em post lên cho chị ha. Không, không thấy thôi. Không thấy không? Vô trễ á. Hình như bị chị bị thoát ra nhóm phải không? Đúng rồi. Hèn chi. Chị lần dần kiếm bài. Sao bị rớt vậy ta? Rồi các bạn xem câu thứ 3. Mình đọc luôn hay các bạn đọc đây? Mình đọc cho ha. 사람들은 전자레인지로 데운 음식이 건강에 나쁘지 않을까 걱정한다. 이는 전자레인지에서 나오는 전자파가 음식에 안 좋은 영향을 준다는 생각이 때문이다. 생각 때문이다. 그러나 전자파는 음식 자체에 어떤 한 영향도 주지 않는다. 다만 사람이 직접 전자파를 받는 것이 몸에 나쁠 뿐이다. Chúng ta đã học cái ngữ pháp 리을 뿐이다 rồi đúng không? 다만 chỉ là cái gì đó. Rồi câu đầu tiên. Các bạn thấy chonjarenji nó có nghĩa là gì? Mọi người sống, mọi người sống. Lò vi sóng, bếp điện tử. Từ bếp điện tử, lò vi sóng, teu ta, teu um sik, teu um sik là gì đây? Hâm nóng. À, vậy là teu ta là hâm nóng, teu ta cộng với cái danh từ um sik, đây là định ngữ đóng vai trò là làm gì đây? Động từ đúng không? Động từ nghĩa bổ nghĩa cho danh từ. Cái món ăn được đã hâm nóng. Con ca nghe nạp bư chí ảnh thà. Con ca nghe nạp bư chí ảnh thà là gì đây? Không Không có ảnh hưởng, ảnh hưởng gì không đến ảnh, không xấu đến sức khỏe, không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Không làm hại sức khỏe đi ha. Rồi cái ngữ pháp ư cá cột chôn ha tạ ở đây có nghĩa là gì đây? lo lắng, Lo lắng là lo không biết, lắng lo lắng không biết có cái gì hay phải không. Không không lo biết. lắng không biết có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe hay không. Rồi câu này dịch lại hoàn tất là như thế nào? Nhiều người lo, nhiều Người người ta à, người lo ta vì sống nhiều kế người thiêu thức ăn, không biết có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe không? à người ta lo lắng không biết là thức ăn, không biết là thức ăn mà người ta hâm nóng bằng lò vi sóng á có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe hay không. Rồi tiếp theo, 이는
전자레인지에서 나오는 전자파가 음식에 안 좋은 영향을 준다는 생각 때문이다. 나좀더 한번 뭐 영향을 에이 좋다. 그만 하이긴 어팝 에이 영향을 주다 홈. 핵심이 예, 있어. 그거는 tại vì sao? Tại vì người ta suy nghĩ là tại vì người ta suy nghĩ là gì đây? Ta nghĩ rằng tại vì sen gặp tại vấn đề tại người ta nghĩ rằng chân gia đen chị sao cái lò vi sóng này không phải phải người ta nghĩ rằng cái chân gia pha là gì đây, sóng điện từ. Chân gia pha là sóng điện từ, người ta nghĩ rằng sóng điện từ não tả đây là gì đây, như là nó phát ra từ đâu đó. Ê, sao não tả là phát ra từ đâu đó, sóng điện từ phát ra từ đâu, lò vi sóng, nó sẽ gây ảnh hưởng. Innen chân 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 Y nên là chân cái việc trên á. Y chân nên sao làm từ đến chân gia đình là cuộc cho hình ta. Y nên thì bởi vì bây giờ mình dịch cái câu cuối cùng nha. Bởi vì người ta nghĩ rằng cái chân gia pha là sóng điện từ mà nó phát sinh ra từ lò vi sóng á, nó sẽ gây ảnh hưởng không tốt, ảnh chôn dân hàng là ảnh hưởng không tốt đến thức ăn hay thức ăn. Các bạn nghiệm lại đi, có phải nghĩ vậy không? Sóng điện từ nó phát ra từ lò vi sóng đó, nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến thức ăn. Corona. Nhưng mà chân gia pha sóng điện từ, âm sịch chà chè, là cái như là cái vật đi, cái thứ gì đó, giống như cọt đi ha. Âm sịch chà chè, ở tương hành dương nhằng tố chú chí ảnh nên ta. Nhưng mà lo cái sóng điện từ này nó không ảnh hưởng gì đó. Ở tôn hành dương nhân tu chú chí ảnh nên ta không có ảnh hưởng gì đến đến gì đây, đến Thức đến ăn thức ăn. Không có ảnh hưởng gì đến thức ăn hết à. Thả mạnh chỉ là như thế nào, chỉ là mình chỉ là người chỉ trực là tiếp người chốt, ta người ta trực tiếp bị ảnh nhận hưởng cái đến sóng con điện người. từ đó, chỉ Chỉ là ảnh hưởng không không tốt. tốt đến cơ Chỉ là thể ảnh hưởng người không tốt đến cơ thể khi mà người ta trực tiếp tiếp nhận khi cái sóng điện từ đó thôi. Khi mà mình trực tiếp tiếp nhận cái sóng điện từ đó thì mình, như như điện thoại mà mình để gần đầu thì cái mình cũng đâu có sức khỏe mình cũng đâu có tốt đâu. Rồi giờ các bạn, bây giờ các bạn xem câu thứ nhất. Chân chân hắc hà chi ảnh nên chồng bồ nên hoặc kiên he bồ nên có sĩ cho tha, có ảnh hưởng gì, nó có liên quan gì đến nội dung trên không? Chân hắc hà chi nãy giờ có nói gì chân hắc hay không chân hắc hả? Chân hắc hà chi ảnh nên chồng bồ, nãy giờ có nói chồng bồ gì không? Không có nói gì hết, những câu này sai ha. Chân gia đen chỉ rố teo ôm sẽ ghi mơ mê nạp bưng có xin anita. Chân gia đen chỉ rố theo ôm sẽ ghi mơ mê nạp bưng có xin anita. Cái gì đây? Cái thức Thức ăn mà ăn hâm nóng bằng cái lò vi sóng hâm nóng bằng thì lò vi sóng không thì ảnh hưởng đến cơ thể. không ảnh hưởng đến cơ thể. Nghi nghi rồi hen, để chờ xíu. Rồi câu 3. Ta đừng gọt bồ tạ con càng gửi trên chế chung vô hai cái sen gặt hay giá hình ta không phải là trọng tâm nội dung trên ha. Câu ba sai. Mơ mi ảnh chú tế nên chăn ôm sẽ cưới teo qua bộ gư phí lô cây ta. Nãy giờ có nói thức ăn lạnh gì không? Vậy là câu 2. Câu 2 là câu trả lời chính xác nha. Rồi, ok. Đó. Những cái bài mình tìm hiểu như thế này xong rồi các bạn phải xem lại từ vựng. Những cái này xem các bạn, quan trọng là các bạn phải học lại những cái từ mới với lại cái ngữ pháp. Ngữ pháp này không có thuộc dạng khó đâu, nó chỉ là đơn giản thôi. Nhưng mà những câu này là xuất hiện trong đề trung cấp đó nha. Rồi, bây giờ chúng ta qua phần ngữ pháp ha. Ngữ pháp trang mấy đây? Trang 98. Cái vừa nãy cô gửi em không không tải được nhỉ? Không được hả? Giờ sao ta? Gửi lại hả? Chứ giờ em cũng biết sao nữa. Vậy là chị phải mua sách rồi.
Vâng. Có gì em mua giùm cho. Trang 81 39. À chắc là do PPT đó chị ơi. Cái chương trình PPT tải về máy điện thoại hay máy tính nhỉ? Vâng, chắc các bạn điện thoại không được. Điện thoại không được. Có người tải được hả? Vậy là chỉ Hangul cũng không được luôn phải không? Để phải coi. Trung cấp. Tôi bút tài liệu nè. 98 nè, cái này nè. Tải được mà. Coi tải được cái nào tải đi hai cái. Euro hả? Rồi, được không? Không 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 được hả? không Vậy giờ đưa lên Facebook hả? Mất thời gian không? Ok. Mọi người hy sinh cho chị này tí ha. Facebook đâu? tại Facebook vì đăng. máy tính của em đang hỏng. Rồi vậy cái máy tính bị euro rồi. Nó cũng giờ tải lên cũng hơi mất thời gian đó nha. Thôi lỡ rồi chị nghe vâng thôi. vâng vâng em cứ nghe đi. Lên nghe đi ha. Rồi các bạn xem trang 98. Ngữ pháp chi của nên. Chi của nên. Thấy không ạ? Cái ngữ pháp này không có giải thích bằng tiếng Việt được nha. Mình phải thể hiện. Không có nghĩa chính xác định. Nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là ye we opsi motu. Như là không có ngoại lệ ai hết. Tất cả đều vậy. Không có ngoại lệ ai. Ví dụ như ai từ chico là không có ngoại lệ những đứa trẻ nào hết. Là đứa trẻ thì tất cả đứa nào cũng bao gồm ha. Ye we opsi motu coi như là không ngoại lệ bất cứ ai hết ha. Câu đầu tiên, ai từ đi y y y qua trà rất 좋아할까요? Ai từ chi cố qua trà ăn 좋아하는 ai một bát sợ. Các bạn hiểu cái này không? Ai từ chi cố thì không có ngoại lệ đứa nào hết á. Là đứa trẻ là trẻ em thì không có đứa trẻ nào mà không thích bánh quả trà bánh kẹo. Ai từ đi y qua trà rất 좋아할까요? Mấy đứa nhỏ có thích bánh kẹo này không? Có bác thích bánh kẹo này không? Là trẻ em thì không có đứa nào mà không thích bánh kẹo này hết ha. Thì không có ngoại lệ ai hết. Trẻ em thì tất cả đứa nào nó cũng thích hết. Thì trong trường hợp này nó là không ngoại lệ ai hết ha. Nói là chi cổ đúng không? Chico, à, đúng rồi, em đang nói chico đó. Chico này nó nằm sau danh từ nha. Rồi, cái nghĩa thứ hai các bạn xem nè. 보통 가지고 있는 생각과 다른 것을 나타낸다. Thì câu này mình giải thích bằng tiếng Việt nó là như thế này. Nó xuất hiện những cái việc mà khác với suy nghĩ mà mình đang nghĩ. Ví dụ như câu ví dụ nè. 이번 여름은 별로 많이 안 더운 것 같아요. 맞아요. 여름치고는 많이 덥지 않네요. 헤이, các bạn nói đến mùa hè thì ai cũng nghĩ là mùa hè rất là nóng đúng không ạ? Mùa hè thì đáng lý ra là nóng. Nhưng mà so với cái mùa hè nóng nực thì hiện tại cái thời tiết bây giờ nó không có nóng. Nó là 여름치고는 많이 덥지 않네요. Đáng lý ra mùa hè thì rất là nóng nực. Nhưng mà nó không có nóng nực so với mùa hè ha. Các bạn phải hiểu cho mình vậy nha. Đáng lý ra là mùa hè thì nóng nực. Nhưng mà so với cái thời tiết nóng nực của mùa hè đó thì hiện tại không có nóng nóng gì hết. Các bạn hiểu cái ý nghĩa thứ hai chưa? Thực tế nó khác so với thực tế. 이번 여름은 별로 많이 안 더운 것 같아요. Vào cái mùa hè này thì không có nóng nhiều. 별로 많이 안 더운 것 같아요. 맞아요. 여름치고는 많이 덥지 않네요. So với mùa hè nóng nực á, đáng lý ra mùa hè nóng nực, mùa hè thì nóng nực đúng không? Nhưng mà so với cái thực tế đó thì bây giờ không có nóng gì hết. Đó. Rồi, bây giờ cách chia nè. Các bạn thấy nó nằm sau danh từ.
Có bắt chim hay không bắt chim thì cũng cộng với chigo ha. Rồi các bạn thử làm câu ví dụ thứ nhất xem. Câu đầu tiên mời mời bạn Giang. Giang nghe chữ gì môn đó hả con? Nam cho chigo. 남자치고 축구를 안 좋아하는 사람 못 봤어요. chưa từng thấy con trai nào không thích đá banh. 남자치고 축구를 안 좋아하는 사람 못 봤어요. Tôi không có thấy là con trai. Nam cho chị cô là con trai thì tôi chưa thấy ai mà không thích bóng đá vậy nha. Nam cho chị cô là con trai thì tôi không thấy ai không thích bóng đá, như tất cả đàn ông ai cũng đều thích bóng đá, không có ngoại lệ trừ ai hết. Nó có nghĩa là vậy, các bạn hiểu không? Nam cho chị cô đối với đàn ông thì không có ngoại lệ ai hết ha. Thế nó thường đi với câu phủ định ở cái đuôi nó ha. Cái đuôi câu là thường thường là câu phủ định. 남자친구 축구를 안 좋아하는 사람 못 봤어요. Tôi chưa từng thấy đàn ông nào mà không thích bóng đá cả. Bạn có thể dịch như thế nào, dịch miễn là có nghĩa vậy là được. Không có ngoại lệ ai hết. Rồi câu số 2, mình mời bạn cà rốt. Mời bạn Phong. Phong. Anh Phong đâu rồi? Anh cà rốt đi. Cái này là so sánh này nha. Myung-su là người Hàn Quốc nhưng mà nói giỏi tiếng Anh, thì nó có bao gồm cái ý như thế này nữa nè. Bạn dịch vậy là đúng rồi đó. Myung-su Hàn Quốc Saddam Chico đáng lý ra là người Hàn Quốc thì ít có ai mà nói tốt tiếng Anh lắm đúng không? Mình suy nghĩ vậy, nhưng mà so với cái điều đó thì cái người này là Myung Soo lại nói giỏi. Nó khác với cái suy nghĩ của người khác ha. Rồi khác với cái thực tế. Rồi câu số 3, mình mời bạn Sơn Lê. Gần phiên đi ta, thuộc dạng thuộc loại. Nam gia trình. Cái người đi so với những cái so với những người con trai thì chiều cao thì thấp bé. Người đó là đàn ông, À, là con trai mà thuộc thì dạng chiều cao thì thấp, tôi ạ. lùn lùn đi ha, khi cá xà gần phiên thuộc dạng lùn, thì cứ xa ra mất người đó là đàn ông mà lại lùn ha. Mình có thể nghĩ hiểu như thế này nè, nam cha thì đàn đàn ông thì mình có cái suy nghĩ là người nào cũng cao ráo hết, nhưng mà ngược lại thì cái người này, cái người đó đó cứ sa đâm thì cái người đó lại lùn ha. Rồi câu thứ tư, câu thứ tư mời bạn Điều. 그 사람 농구 선수 많이? 맞니? 맞아. 농구 선수 치고는 키가 좀 작지? 아, 작지? 그 đó là cầu thủ Bóng nông cụ rổ, là bóng rổ. gì? Cầu thủ bóng gỗ đúng không? Ừ đúng rồi, cầu thủ bóng gỗ thì cầu thủ bóng Cầu gỗ thủ bóng rổ gì mà không lùng thấy. lùng vậy? Đúng rồi, nam cho sân su chỉ của nó. Cầu thủ bóng rổ gì mà lùng vậy? So với cái tiêu chuẩn cầu thủ bóng rổ thì cái người này thuộc dạng lùng. Thì nông gu sân su, khi mà mình nói tới cầu thủ bóng rổ thì mình lại nghĩ đến cái chiều cao, ai cũng cao ráo hết, nhưng mà cái thực tế, cái hiện tại là cái người này lại lùn so với cái tiêu chuẩn đó. Rồi câu 5, mời bạn, mời bạn nào, bạn Thắm nha. Thắm. 기분이 안 좋아 보이네요. 남편이랑 좀 싸웠어요. 후궁 짓고 안 싸우는 바람이 있겠어요? 기분 좋으세요. 이 tâm trạng thì thấy không được tốt lắm. Vì đã cãi nhau với chồng. Nam Phiên trầm sâu, tôi đã cãi nhau với chồng. Là
là vợ chồng thì cái người mà không cãi nhau À, không có ở không đâu lại không có ở thì năm không có nhưng vợ chồng nào lại không cãi nhau. 부부 치고 안 싸우는 사람이 있겠어요? Như là làm gì mà có chuyện vợ chồng nào mà không cãi nhau. 기분 푸세요. 풀다. 기분 풀다. Cái từ nguyên thể của nó là gì đây? 풀다. 풀다 nha. Tại sao nó lại chữ trở thành chữ 푸세요? Tại sao? Sợ bờ nợ sợ thì mắc người đi sợ chứ bờ nợ sợ bờ nợ sợ bờ nợ bắt đi đi ha rồi ok bây giờ mình qua cái phần lưu ý bạn xem lưu ý nói gì đây chỉ có nên y từ xin tệ bộ thông tiết bộ trong à sao chỉ có thường thì câu phủ định nó xuất hiện nhiều ha. Trường hợp ở đuôi câu xuất hiện nhiều câu phủ định với lại câu hỏi học không phủ định thì là câu hỏi 부부 치고 안 싸우는 사람이 없다 không có vợ chồng nào mà không cãi nhau cả rồi có tiếp theo mời bạn Mai Phan không nào cô cái phần lưu ý vậy nam cho ở chi chương cố hai nam cho chi cố nam cho chị cô yêu thơ rơ anh cho hai nên sao ra mì ở thì sợ không có người con trai nào mà không thích là đàn ông là đàn là đàn ông ông thì không có người nào do cha rứa không anh chua có hay sao người nào ở thì sao ở đâu ở cô lại thì không có có là đàn ông thì là đàn ông thì ở đâu lại có người không thích đàn bà không phải hầu hầu như là con trai không có người con trai nào mà không thích phụ không nữ thích không có đàn ông nào mà không thích phụ nữ hết rồi bây giờ cái trường hợp thứ hai nè chi cô nến yết tư xử tế nên편이다 thì cái chi cô nến này nó thường đi chung với cái đuôi nên편이다 ha nên편이다 các bạn học nên편이다 chưa thuộc dạng thuộc loại tính từ thì nó giống như định ngữ thôi ôn lại cái này tí nữa ha편이다 động từ thì mình cộng hai trường hợp đúng không động từ hiệu ca tà không một tà quá đi khứ hiện một tà đi quá khứ với lại hiện tại thôi thuộc dạng đã ăn đi đã ăn nhiều mà ni thuộc dạng ăn nhiều đi mà ni một quá khứ là gì đây mọi gương pion y tả còn còn hiện tại là gì đây một nên pion y tả ha đây là động từ thì mình chia ra hai trường hợp rồi tính từ chặt tả thuộc dạng nhỏ chúng ta chia thế nào đây chả gương pion y tả thuộc dạng nhỏ rồi khư tả thuộc dạng lớn chúng ta chia thế nào đây khương pion y tà thuộc dạng nhỏ đó rồi các bạn xem nè Hiromi 씨는 외국인 치고는 한국말을 잘하는 편이다 câu này là gì đây Hiromi là người ngoại quốc nhưng mà cậu ấy thuộc dạng thuộc tiếp người nói tiếng Hàn giỏi hắn cũng mà rất chạy hai nương phiền gì ta rồi Miêng Su는 농구 선수 치고 키가 작은 편이다 Miêng Su thì lùn so với cầu thủ bóng rổ đáng lẽ là cầu thủ bóng rổ thì cao nhưng mà anh này là cầu thủ bóng rổ nhưng mà ảnh lại lùn ha khi cá trà gân phiền ta rồi câu thứ ba cái lưu ý thứ ba là gì đây chi cổ só với lại chi cổ nên nó cũng tương tự nhau thôi nhưng mà nó có nghĩa là nhấn mạnh ha uy mì rứ kháng chô hà kỳ quỳ hè chi cổ nên sao dân hà suy tạ nó có thể rút gọn là chi con chi cổ só chi cổ nên nó cũng gần giống nhau nhấn mạnh cái ý nghĩa đó thôi nam cho chi cổ só chúc cô rứ ảnh chúa hà nên xà đà mí ập tạ thì là đàn ông thì không có ai mà không thích
bóng đá, nó lặp lại câu nãy đó. Cứ saram은 남자 직원, con là con nữa nha. Cứ사람은 남자 직원 키가 좀 작은 편이다. Người đó đó là đàn ông nhưng mà thuộc dạng lùn. Rồi bây giờ chúng ta qua cái ngữ pháp tiếp theo. Ngữ pháp này là ngữ pháp, ôi Yamalo đâu rồi? Rồi mình không có post lên. Yamalo không có trên đây. Rồi các bạn qua Chocha đi ha. Yamalo để tiếp sau mình giảng lại. Chocha, Chocha này nó nằm sau danh từ các bạn nhé. Ngay cả cái gì đó đầu tiên, ngay cả cái gì đó cơ bản nhất, cái đầu tiên nhất. Và đuôi câu nó thường thường là đuôi phủ định, ngay cả cái gì đó mà không. Các bạn xem 이번 시험이 어땠어요? 쉬웠어요? 쉽기는요. 우리 반 1등인 명수 씨조차 어려워서 문제를 다못 풀었어요. Này, các bạn xem câu đầu tiên. Cái cuộc thi lần này 이번 시험이 thì thế nào? 어땠어요? 쉬웠어요? Có dễ không? 쉽기는요. Cái đuôi 는기는요 là gì đây? Dễ gì mà dễ? Dễ gì mà dễ? Dễ gì chứ? Dễ gì mà dễ? 우리 반 1등인 명수 씨조차. Đây, Miếng sushi chua cha. Ngay cả Miếng su, cái người đầu tiên ấy nha, cái người đại diện đầu tiên, ngay cả Miếng su, người mà hạng nhất lớp mình, vì khó quá nên không thể, cũng cũng không thể giải được hết đề thi. Ngay cả cái người giỏi nhất, giống như là cái ngay cả cái người giỏi nhất mà còn không làm được thì huống gì là mình làm được ha. Ngay cả cái người đầu tiên là Miếng su mà còn làm không được. Rồi, vậy các bạn xem câu ví dụ thứ nhất nhé. Mời bạn nào đây? Bạn nào nãy giờ chưa đọc vậy? Anh Đình có sách chưa? Rồi, mời Giang hen. Giang em. 당신 출차 날은 하나네요. Ngay cả bạn cũng. Ngay cả em. Ngay cả anh hay em gì đó, ngay cả em cũng Tôi cũng bỏ anh đi. Naruto nào nào, ngay cả em mà cũng bỏ anh ra đi nữa sao? Nữa à. Rồi câu thứ hai, mời bạn anh Phong, Xưng Phong. À, cứ sao mi có chi mà rất mãi hè xó ca trục cho cha cứ rất miệt chi một thẻ ngay cả gia đình của anh ấy, gia đình là cái quan hệ gần nhất đúng không? Người đó đó nói dối nhiều nên sao, ngay cả gia đình anh ấy cũng không không tin tưởng anh ấy. Các bạn để ý cái câu cuối cùng là câu phủ định nha. Rồi câu số 3, mời Xuân. Xuân vào rồi phải không? Xuân nói đi em. 요즘 너무 바빠서 밥은 먹을 시간 조차 없어요. Dạo này vì quá bận, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có. Bận quá ngay cả thời gian cơm cũng không có. Rồi ok. Câu 3, câu 3 rồi, câu 4. Mời mời bạn nào đây? Mời bạn Thắm nha. Thân 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 미안하지만 저도 상황이 좋다 없어요. 저도 못 쓸 텐. Xin lỗi nhưng mà tôi thì ngay cả cái phí sinh hoạt cũng không có. 돈을 처음 빌려줄 수 있어요? Có thể cho tôi mượn tiền, cho tôi mượn chút đỉnh tiền không? 미안하지만, xin lỗi nha. 저도 생활비 조차 없어요. Ngay cả phí sinh hoạt tôi còn không có. Còn cái đuôi nữa, huống hồ gì, ngay cả phí sinh hoạt tôi còn không có thì làm gì có cho bạn mượn. Cái huống hồ đó là cái ngữ pháp gì đây? Khi nên khơ nhòn, mình chưa có học nha. Khi nên khơ nhòn nó sẽ đi chung với cái ngữ pháp này. Khi nên khơ nhòn,
Ngay cả cái tiền sinh hoạt tụi con không có thì huống vô gì cho có tiền để cho mượn. Mai mốt mình sẽ học cái ngữ pháp này. Huống rồi tiếp nha. Chúng ta có thể nói là 돈을 빌려 주기는 커녕. Rồi cái tiếp cái câu nãy á, 돈을 빌려 주기는 커녕. 저도 생활비 조차 없어요. Chúng ta có thể nói thành câu gì đây? Ngay cả cái tiền tôi cái tiền sinh hoạt tôi còn không có thì lấy gì, huống hồ gì có tiền cho cậu mượn. Thì cái đôi nó thường đi chung với nhau nha. Kinen khờ nhọn với lại chô cha hen, nó thường đi chung nha. Rồi, nó thì thường xuất hiện trong Trung Quốc xa đó nha mọi người. Rồi câu thứ năm, mời bạn cà rốt. Câu 5. Cứ xà ra mơ. Cứ xà ra mơ. Giống người chả hát tuần cái. Còn người đó nói tiếng Anh giỏi không? Anh không, Yongoro. Irim chocha. Một số tuần còn lúc. Đây là dự đoán nha. Không. Chắc có lẽ là ngay cả cái tên của anh ấy bằng tiếng anh ấy cũng không thể viết được. Người ấy nói tiếng Anh giỏi không? Không, ngay cả cả cái tên bằng tiếng Anh mà anh ấy còn không thể viết được. Ok. Rồi các bạn xem cái phần lưu ý nữa mình giảng cho các bạn nha. 조차는 마저 가치와 바꿔 쓸수 있다. Nhưng mà 초자 này, 마저 này là nó khác với 초자 chỗ là 마저 này là cái danh từ nó nằm ở vị trí cuối cùng, còn 초자 này là nó nằm vị trí đầu tiên, ngay cả. Còn 마저 này cũng là ngay cả luôn nhưng mà nó nằm ở vị trí cuối cùng. Kachi là nó bao gồm hai chỗ ha, chocha với lại matcha. Nếu mà mình sợ sai thì mình dùng kachi ngay cả. Rồi các bạn xem nè,계속 거짓말을 하니까 부모님조차 그 사람을 믿지 않는다. Các bạn thử dịch xem. Hắn nói dối liên tục nên ngay cả bố mẹ hắn còn không tin hắn. Không có tin tưởng người ấy ha, cư sao mới cái người ấy á, vì nói dối liên tục nên ngay cả bố mẹ của người ấy cũng không không tin tưởng người ấy. Thì mình có thể thay thế pumonim cho cha thành pumonim ma cho pumonim ca chi. Nhưng mà cho cha và ma cho nó khác nhau chỗ là cho cha này là cái người có quan hệ gần gũi nhất, còn ma cho này là cái người mà có quan hệ xa nhất, cái người cuối cùng. Rồi. 초차는 부정적인 경우에 마저 가치와 다 바꿔 쓸수 있으나 긍정적인 경우에는 잘 사용하지 않는다. Rồi, vậy thì nó nói gì ở trong câu này, trong sách nói gì đây ạ? 초차 này là mình chỉ dùng trong câu phủ định thôi nha. 초차 này chỉ dùng trong câu phủ định thôi. Các bạn thấy nè, 외국으로 여행 간다고 반찬마저 다 사왔네요. Mình có thể dùng cái câu 마저 trong câu khẳng định. Nhưng mà 초차 này thì mình không dùng trong câu khẳng định được, mà chỉ dùng trong câu phủ định thôi. Kachi cũng dùng trong câu khẳng định được. Chỉ có 초차 này là mình dùng trong câu phủ định thôi các bạn nhé. Ok. Rồi bây giờ mình qua cái ngữ pháp nào đây? Nên khơ nhỏ. Nên khơ nhỏ. Nếu mà động từ thì chúng ta cộng với ki. Rồi cái nên khơ nhỏ. Còn danh từ thì mình chỉ cần cộng với nên khơ nhỏ thôi. Tại sao đây? Tại sao động từ mà lại cộng ki ạ? Hả? Thuộc cho mình công thức này này. Động từ thì cộng với ki. Rồi cái nên.
커녕, 커녕. Huống gì, nghe cái gì đó mà huống gì. Tại vì á, muốn chuyển động từ thành danh từ thì chúng ta cộng với gì đây? Khi, thì cái chức năng của khi này á là biến cái động từ thành danh từ. Còn không có động từ thì mình còn còn nếu trường hợp danh từ thì mình chỉ cần cộng với in hoặc là nên thôi. Danh từ thì mình cộng với in hoặc là nên khó nhận thôi, nó mất đi cái chức năng kia. Động từ thì mình cộng khi nên khởi nhận, tại bởi vì khi này nó làm cho động từ chuyển thành danh từ. Còn nếu mà đã là danh từ thì mình chỉ cộng in hoặc là nên khởi nhận thôi. Cái nghĩa của nó là đừng nói gì đến, ngay cả hoặc là thốn tồ gì, nó nhiều nghĩa lắm. Các bạn muốn thể hiện tiếng Hàn sao, tiếng Việt sao các bạn? Đừng nói gì đến chấm 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 chấm, nó thường đi với cho cha hoặc là ca chi nha. Ngay cả chấm 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 chấm, hoặc là ngay cả, hoặc là mình dịch cái đuôi câu trước là ngay cả chấm 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 chấm, huống hồ gì, huống huống hồ gì. Mình có thể sử dụng chọn câu mà có nội dung ngữ pháp mà giống nhau thì mình có thể chọn với cho cha được không ạ? Mình có thể thay nên sơn nhưng mà cho cha được không ạ? Chô cha hả? Vì dịch thì nó cũng hơi giống nhau là huống hồ hoặc là Hai hai cái này nó thường đi chung nha. Khi nên khôi nhòn này á thì nó thường đi chung với cái ngữ pháp ca chi hoặc là cho cha hoặc là ma cho, rồi cái câu phủ định đi chung của bạn đi đi chung chung với nhau. Nó thường đi chung với nhau thì nó có nghĩa là dịch cái câu đuôi là ngay cả cái gì đó, còn không thể thì huống hồ gì mà đáp ứng cho cậu. Các bạn xem câu ví dụ đi. Bây giờ taxi비가 없어요. 돈좀 빌려줘. 나는 택시비는 커녕. taxi비 là danh từ, không có bắt chim thì mình cộng với nên커녕. 버스비도 없다. Thì mình có thể dịch là như thế nào này? Ngay cả đừng nói gì đến, đừng nói gì đến tiền tiền phí phí taxi, tiền xe buýt tôi còn không có. 나는 택시비는 커녕. 버스비도 없다. Đừng nói gì đến tiền đi taxi, tiền xe buýt tôi còn không có nữa. Như vậy đó. Các bạn xem con ví dụ càng nhiều thì các bạn sẽ cảm nhận được. Các bạn câu, câu xem câu thứ nhất nè. Bạn nào đều em. Giang. 늦게 일어나서 바쁜커녕 우유도 못 마셨다. 왜 dậy trễ? Ngay cả sữa không uống, đừng nói gì đến cơm. Đừng nói gì đến cơm. Sữa tôi còn không uống thì đừng nói gì đến cơm. Vì thức dậy trễ, sữa tôi còn, ngay cả sữa tôi còn không uống được thì nói gì đến ăn cơm. Ok, các bạn phải cảm nhận nha. Câu 2, mời bạn Mai Phan. Thức ăn tôi nâng khó nhỏ, xin ăn tí tốt rồi. Ngay cả tiền phí sinh hoạt tôi còn không có huống hồ gì đến tiền chúc mừng. Cho chút là tiền À, dành dụm. cho chúc mừng. Dành dụm tiền tiền để dành đó nha. Ngay cả tiền phí sinh hoạt tôi còn không có. Không không cần dịch chữ ngay, chị tô mà. Tô không phải là ngay đâu ha. Tiền sinh hoạt tôi cũng không có thì nói chi đến tiền dành dụm. Rồi câu 3. Câu 3, mời bạn Xuân. Do chung mơ mơ bà ba sờ do chạy do ca sân hoan do ca sân hoan ưng phơ niêm chim cu man nam si can tô ốc sơ dạo này vì quá bận nên thời gian gặp bạn cũng không có hướng hướng chi là thời gian vô ca là gì cô giáo? Rảnh rỗi. Yoga sen hoa là cuộc sống sinh hoạt nhàn nhàn rảnh rỗi gì đó. Phải mình coi coi. Yoga là rảnh rỗi nha. Yoga là rảnh rỗi.
Dạo này vì quá bận nên là thời gian gặp bạn cũng không có. Yoga sen hoa được không? Yoga. Cuộc sống nhàn rỗi các bạn. Cuộc sống sinh hoạt rảnh rỗi hoặc là nhàn rỗi. Thì con thấy thời gian rảnh rỗi. Thời gian gặp bạn cũng không có, cũng chỉ là có thời gian không có thời gian để rỗi. Nó mua bập, nó mua bập so vì dạo này bận quá. Thời gian mà tôi gặp bạn bè còn không có thì nói chi đến cái cuộc sống nhàn rỗi, rảnh rỗi. Rồi câu thứ tư, mình mời bạn Sơn Lê. Sơn Lê. Ivan 장학금 받을 수 있겠어요? 장학금은 그냥 F학점만 받을 수 있으면 좋겠어요. Lần này bạn có thể nhận được cái tiền học bổng không? Tiền học không chỉ là học, không chỉ tiền học bổng mà ngay cả cái điểm F학점 là gì không? Bị H점 là điểm F á. Điểm bình quân, điểm bình quân mà mình cộng H-chơm, F-H-chơm. Tại vì á, cái mức điểm. À, ồn quá. Hình như nhà bên mặt sân. Rồi, giống như cái thang điểm. Cái thang điểm chia ra A, B, C, D, rồi cái tới F. F á. Đi học đại học là giỏi nhất là A, còn tiếp theo là B, C, D, F. F là cái thang điểm thấp nhất các bạn. Rồi, chào hát cư mến kho nhọn. Đừng nói đến cái việc nhận học bổng. Đừng nói đến học bổng. Phí học nhận học. Chào hát cư là học bổng á. F, H, chờ mến, anh bà tắc xin. Tôi mong là không bị điểm. Bị không bị đi F, không bị nhận điểm F là được rồi. Đừng nói tới không cần học bổng đâu, chỉ cần nhận được, không nhận cái điểm F này là tôi mừng rồi. Rồi câu 5, bạn nào đây? Anh cà rốt. Anh cà rốt. Nhìn mặt nhau tôi còn không nhìn. Hai mắt nhìn nhau tôi còn chạm mắt nhau tôi còn không chạm nữa thì nói gì đến hòa giải. Ghê quá. Rồi ok. Thì mình vừa đọc những cái câu văn mẫu này, mình vừa cảm nhận cái nội dung của nó. Chứ nhiều khi mỗi người có một cái ý diễn đạt khác nhau, mình không có không có ấy được. Rồi bây giờ chúng ta khô nhòn. Còn lưu ý cái này nói gì nha. Nên ưn khó nhận tuy nhiên bộ thuộc bộ trong trò kinh ưu mì các ồn ta. Thường thì sao? Ưn ưn khó nhận thì cái đuôi nó là cái đuôi phủ định ha. Phủ định. Đâu các bạn xem câu mẫu coi. Dương đều đọc cho mình hai câu mẫu này. Y bên phô biết si ơ mê sa cúp ưng khờ nhớ xăm cúp màn bà ta thú chục kê sơ. Thờ nưng mi xuân mi xuân nương khỏi nhớ ông mát cô chàng ham đi đà. Cái câu đuôi này là câu tiêu cực nha, không phải là câu phủ định mà là cái câu tiêu cực thôi. Cái kết quả nó không tốt nhất, như cái mà cái tệ nhất mà mình đạt được đó nha, cái tệ nhất, cái đuôi tiêu cực nhất. Vậy câu này bạn dịch như thế nào đây? Vào cuộc thi topic lần này. Ngay cả đừng nói gì đến nhận được bằng cấp 4,
chỉ cần nhận được cấp 3 là tốt rồi. À. Rồi, câu dưới là sai rồi ha, tại vì âm mà của xài không thì tà, đây là cái nghĩa tích cực rồi, nó không phải tiêu cực. Rồi, lưu ý thứ hai. 은는 커녕 은는 말할 것도 없고 hoặc là 은는 구사하고 바꿔로 바꿔 쓸 수 있다. Này, bây giờ mình có thể thay thế cái ngữ pháp 은는 커녕 thành cái ngữ pháp 은는 말할 것도 없고 hoặc là 은는 구사하고 nó giống nghĩa nhau các bạn nha. Trong đề thi người ta kêu chọn ngữ pháp giống nhau thì các bạn nhớ cho mình cái ngữ pháp này nha. Rồi câu ví dụ, mời bạn. Bạn nào đọc cho mình. Xuân. Panesơ trong lớp. À, trong ở trong lớp. Đừng nói đến cái hạng hạng nhất nha, đừng nói đến hạng nhất. Colchi là coi như là hạng bé á. Colchi nó. Ừ. Không không bị hạng bé thì tốt biết mấy. Không xếp hạng bé thì là đã tốt lắm rồi. Ừ. Nè nó hiểm. Panesơ in in tung un. À man han ko to ap ko. Ừ. Giống vậy thôi. Ừ. Nè. Rồi nhớ cho mình là sao à, trước in nên khơ nhọn là một danh từ. Nếu động từ thì mình phải chuyển động từ đó thành danh từ bằng cách nào? Cộng với kì. À. Rồi nó bằng với cái hai ngữ pháp này. Đó, vậy đó. Rồi, vậy thôi. Bữa nay mình học tới đây. Các bạn xem lại bài ha. Ừ. Thế mà vẫn là 9 giờ cô giáo. 9 giờ. Ừ, mình học 9 giờ.